hàng tấn công U-23 Việt Nam đủ sức khoan thủng các đội Kuwait và Malaysia. Kuwait và Malaysia là hai đối thủ chính của U-23 Việt Nam tại vòng bảng giải U-23 châu Á 2024 trong việc giành vé vào tứ kết. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vì thế cần những phương án đánh bại các đối thủ này. Trong bảng D của giải U-23 châu Á, ngoài các đội U-23 Việt Nam, Kuwait và Malaysia, còn có U-23 Uzbekistan. Dù vậy, đội bóng Trung Á về lý thuyết mạnh hơn hẳn các đội còn lại trong bảng, nên đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lẽ không đặt trọng tâm vào trận đấu với Uzbekistan. U-23 Malaysia và Kuwait là những đối thủ vừa sức hơn với U-23 Việt Nam. Cả hai đội vừa nêu đều có những vấn đề riêng. Ví dụ như bóng đá Kuwait có dấu hiệu sa sút trong vài năm qua, đội tuyển quốc gia Kuwait thậm chí còn xếp cuối bảng A vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, dưới cả hai đội khá yếu gồm Ấn Độ và Afghanistan. Còn Malaysia vài năm trở lại đây liên tục thua U-23 Việt Nam. Đội hình tối ưu của U-23 Việt Nam dự vòng chung kết U-23 châu Á 2024. Các cầu thủ U-23 Việt Nam chuẩn bị cho giải châu Á, chúng ta có thể đánh bại những đối thủ này để nghĩ đến vé vượt qua vòng đấu bảng. Và để đánh bại hai đối thủ này, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần có những phương án tấn công hữu hiệu. Tín hiệu lạc quan là trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện có những nhân tố đủ để U-23 Việt Nam chơi tấn công đa dạng theo nhiều hướng khác nhau. Trong danh sách đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U-23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có 6 tiền đạo gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Đình Bắc. Không phân công, nhiệm vụ của các tiền đạo này cũng rất rõ ràng. Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Văn Tùng là những trung phong, sẽ chơi nhô cao trong sơ đồ chiến thuật của U-23 Việt Nam. Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc là những tiền đạo lùi, còn Nguyễn Minh Quang và Bùi Vĩ Hào có thể đá tiền đạo cánh. Về mặt thể hình và sức mạnh, khả năng càng lướt, Võ Nguyên Hoàng 1,82m và Nguyễn Văn Tùng 1,80m có lợi thế. Bùi Vĩ Hào 1,81m cũng vậy. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt chơi thiên về kỹ thuật, tốc độ. Nhận định đối thủ của U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á 2024, Uzbekistan, Kuwait, Malaysia có nghĩa là đội U-23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, về lý thuyết, có thể tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Đội có thể đá giãn biên, chơi bóng bổng, phối hợp nhóm, xử lý kỹ thuật ở khu vực trung lộ đều được. Chưa kể, ở ngay sau hàng tiền đạo, U-23 Việt Nam có thêm những tiền vệ tấn công có khả năng gây đột biến tốt. Sút xa tốt như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Văn Tùng, 25, một trong số những tiền đạo của U-23 Việt Nam còn bàn về khả năng khai thác các tình huống cố định. Trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang có khả năng đá phạt tốt. Tài đá phạt của các cầu thủ này, cộng thêm thể hình của những Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Văn Trường, 1,82m, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Tùng ở phía trong, sẽ là vũ khí khác của U-23 Việt Nam. Đây là những chi tiết cho thấy huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn biết cách nhìn người, biết cách lựa chọn nhân sự sao cho đội bóng của mình có thể chơi đa dạng nhất trong khả năng có thể. Việc còn lại là sự thể hiện của thầy trò ông Tuấn trên sân cỏ tại Qatar, hướng về chiếc vé vào vòng trong cho U-23 Việt Nam tại giải châu Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.